không cần coi luôn anh đệ, coi đi, đưa là chỉ mặt đi thắng đi nè, khỏi coi, khỏi coi. Chỉ là đập thử thôi. Cho em reset đó, quăng đi. Thôi đi, thử bận nè. Vậy dục đi thầy, chị. Reset. Vậy cho gì hết em? Tắt năm. Cà chô lại. Biết điện thoại ha. Cái gì cà chô lại? Nó nứt nha. Càng ngày càng tăng. Nứt nha. Phim thắng thì mình nên có cái điện thoại mới cho em hả? Tội nghiệp quá à. Ngu anh thiệt. Anh dạy điện thoại hết pin rồi. Nè em coi đi, không biết nấu. Dục đi thầy, điện thoại làm chi nữa. Hẹn kết. Yeah. Sự hy sinh của điện thoại của anh Phương. Playback. Đưa điện thoại đây. Sao điện thoại mà gọi được thì dục đi. Bớt làm gì vậy? Làm gì vậy? Tự nhiên thái độ vậy? Ủa? Ngủ quên mà. Đi hỏi đâu? Đi hỏi đâu? Sao đi hỏi gì dùng đi? You're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.